Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Cuộc Sống Số ha. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu mọi người một cái sản phẩm mà mình đã có review trên kênh của mình và cũng như là có cái thời gian trải nghiệm với nó khá là lâu. Và mình chia sẻ với mọi người một chút ha. Thì đây là một cái sản phẩm là máy massage đầu ga kép đa chức năng. Thì cái này massage bằng kiểu sung điện. Thì cái sản phẩm của chúng ta thì gồm có một cái máy như thế này. Cái máy này đặc biệt là có hai đầu nha. Cái loại này là mình mua loại hai đầu. Thì nó sử dụng là pin AAA. Đây, thì là pin nhỏ như thế này. Đó. Sử dụng pin nhỏ thế này. Và đầu nó tặng sẵn như thế này. Và chúng ta có thể mua thêm những cái đầu này. Thì những cái đầu này nó rơi vào khoảng chỉ có mấy ngàn một cái đầu thôi, 3-4 ngàn một cái đầu thôi. Và mình cũng mua sẵn mấy cái đầu thay thế luôn. Để có khi mình cần sử dụng nó hư thì mình thế vô. Thì cái này nó không hư đâu mọi người, chỉ là cái phần dính kết dính này nè, thì sử dụng một khoảng thời gian á, thì nó sẽ bị tình trạng là nó không có dính nữa, thì mình sẽ thay thôi, chứ cái này nó không có hư nha. Và ở trong này ấy, thì nó tặng chúng ta là có cốc sạc nè. Cốc sạc này khá là dởm nhưng mà xài được, không phải là cốc sạc mà nó có thể sử dụng được điện trực tiếp ở đây. Và một cái dây này, cái dây này mình sử dụng một thời gian thì nó đã bị đây nè, đây nó đã bị đứt rồi nè mọi người, nhưng mà vẫn xài được. Và pin nó trong đây, pin nó trong, pin nó trong mình sử dụng 3 cục pin. Và khi bật lên như thế này rồi, đây thì nó có những cái menu như thế này để chúng ta có thể lựa chọn. Thì cái này có rất là nhiều cái mà mình thấy cái này, à cái này mình bấm nhầm ở tiếng Anh này, đây đó. Chúng ta có châm cứu, chúng ta có theo cái dạng là massage, bấm huyệt và xoa bóp, giác hơi, rất là nhiều cái. Và mỗi cái menu thế này thì nó sẽ cho ra một cái dòng điện khác nhau. Thì chúng ta có thể thử từng cái để chúng ta biết được cái dòng điện nào nó phù hợp và nó tạo chúng ta cảm giác thoải mái, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng đó. Thì cái này đa số thì hiện tại là mình sử dụng cái sạc dự phòng để mình sử dụng, để mình xài thôi. Mình đã xài pin, pin thì nó cũng xài nó cũng khá là lâu á, nhưng mà pin thì nó tốn tiền mua pin, nên mình lấy cục sạc dự phòng mình cắm vào mình sử dụng luôn ha. Ok, bây giờ thì mình sẽ tháo mấy cái viên pin ra nha để mình sử dụng cái cục sạc dự phòng. Đây nè, đây cục sạc của nó nè. Cục sạc này các bạn có thể lấy những cục sạc điện thoại các bạn sử dụng cũng được. Đây. Đó, mình tháo pin ra ha. Và gắn cái nắp vô đi cho nó nhìn cho nó đẹp một chút. Đó. Gắn cái này vô. Đây. Cục sạc dự phòng. Và chúng ta gắn cái này vô. Đây, cái này nó hai chui, cái hai chui này nó có thể ra được 8 miếng nha. Mình sử dụng thường mình sử dụng một cái thôi. Đây. Lâu, khá là lâu rồi. Lúc trước mình đi làm mình ít sử dụng, giờ về nhà, về quê á, dịch bệnh có rảnh xài cái này. Trời ơi, quá trời dịch. Đó, thì cái miếng này xài cũng khá là lâu ha. Yes. Ok. Đây, mình sẽ cho mọi người thấy. Đây, thấy không ta? Đây. Đây. Thì hiện tại thì mình sẽ sử dụng chế độ xoa bóp. Khi mình sử dụng điện bằng cái cục sạc dự phòng á, thì nó rất là mạnh. Đó, mới bước 1 thôi. Cái này là chế độ đấm bóp. Xoa bóp. Đấm bóp. Đó. 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 Bước 1 thôi nha mọi người. Cái này tùy thuộc vào cái vùng da thì nó sẽ có tác dụng nó khác nhau nha. Ồ, cái cục pin dự phòng mình nó bị cái gì à?
nó bị tắt rồi. Mưa nữa, cái bài bão mưa biết. Nó qua từ cái cục sạc như vậy mạnh quá. Để mình thử sử dụng pin nha. Thế pin cho xem nào. Rồi. Mạnh kinh. Dạ, ê cả tay luôn á mọi người. Mấy cái này á, khi mọi người bị đau nhiều á, xài nó rất là phê luôn. Còn mấy người bị đau ít á, chứ lại ít cái đau cơ để vô nhìn tê lắm. Với lại là cái này nó có mồ hôi nè, điện nó sẽ mạnh hơn nữa. Mình gắn ngược coi, cho xem nè. Mình có gắn ngược một cục. Đây, gắn ngược một cục, cục này mới đúng. Ok, lên rồi nè. À, mình sẽ giống chế độ, thử chế độ giống như nãy nha. Yeah. Đó. Sử dụng pin. Sử dụng pin mà nó cục pin này là mình sử dụng lâu rồi đó mà nó còn giật vậy đó. Tùy nha mọi người, ở phần chân ở phần lưng á thì mình sử dụng điện nó sẽ cái cường độ mình sẽ sử dụng cao hơn. Ví dụ là tay nè, mình sử dụng mức 1 là mình thấy là phê rồi đó. Còn nếu mà ở chân á, thì mình sử dụng khoảng là 5, 6, 7 hoặc là một số dùng chân nó da dày rồi phải sử dụng cao hơn. Vì tại mình có mồ hôi á, nên nó giật rất là mạnh luôn, ba cục pin nó mới giật te, te càng đó. Thường đó thì chúng ta nên sử dụng kết hợp nè. Thí dụ này, sâu bóp thì nó sẽ giật giống như chúng ta so thì nó giật liên tục như thế này. Te. Còn đấm bóp này nó giật bắt. Châm cứu bóng huyệt thì nó sẽ điện nó sẽ giống như sâu bóp nhưng mà nó sẽ sâu hơn, nó sẽ máy sâu hơn. Để chúng ta sẽ sử dụng kết hợp nha. Ví dụ chúng ta mới đầu chúng ta có thể là chúng ta sẽ sâu bóp trước rồi sau đó chúng ta đấm bóp vậy đó. Mình thử sâu bóp với thằng này coi. Mới đầu các bạn sử dụng bấm từ từ thôi nha. Nó khá là tê đó. Ây da. Ba cục pin nó tê vậy đó mọi người. Ây da. Mình thử chế độ bấm huyệt nha. À. Phê. Dạ. Đó. Cái dòng điện nó đi liên tục và nó sâu hơn. Giống như chúng ta cảm giác có người bấm như thế nè. Đó. Mới đầu thì hơi bị sốc điện nha. Các bạn xài riết á, xài các bạn từ từ các bạn bị gọi là có thể là bị nghiện luôn á. Nhưng mà các bạn đừng lạm dụng cái này nha. Tốt nhất vẫn là vận động thì vẫn tốt hơn. Một số người lại xài cái này mà gọi là lười vận động á thì nó bị béo phì gán chịu nha. Sớ cái này là thích hợp cho các bạn nào bị gọi là đau nhiều á, tê quá. Chuyển qua đấm bóp nè. Đó, đấm bóp thì điện nó vô rất là ít rồi nó giật bạc 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 gì đó. Trường hợp các bạn này mỏi cơ nè, bị đau cơ nè thì dùng cái này được ha. Tuy nhiên thì cái trải nghiệm nó thật sự là nó không có bằng những cái máy gọi là cái máy massage mà vật lý á, là các bạn tiếp xúc massage vật lý thì nó bấm nó dùng máy mà nó đẩy thẳng vào cơ á, thì nó cũng tác dụng giống như thằng này thôi. Tuy nhiên là nó sẽ được cái nó dễ chịu hơn. Thằng này thì dịch có một số trường hợp là nó bị gọi là nó hơi sốc một chút thôi. Hơi sốc lúc mà mới sử dụng những cái bạn nào mới á, thì bấm thì nó cảm giác nó hơi sốc một chút. Tuy nhiên sử dụng càng sử dụng thì các bạn càng quen, thậm chí là cái lên cái cường độ luôn. Ví dụ là có thể mới đầu mình sử dụng 1, sau này lấy lần sau mình sử dụng 2, 3 luôn đó. Và cục sạc dự phòng thì nó ra điện rất là mạnh. Giống như pin mới vậy đó. Nói chung là mạnh hơn này một chút tại nên pin cũng cũ rồi. Đó, sạc dự phòng. Hoặc là các bạn thì cắm điện ở cái sạc dự phòng này, một số sạc cái này thì nó bị nó hay bị tự ngắt đó, chứ mình sử dụng cục khác quá. Cái này sử dụng được nhưng mà nó mới hay bị tự ngắt, mình không biết sao mà để cho nó không ngắt. Đó, nó hay bị tự ngắt thôi. Đó, mình có thể lựa cục khác hoặc là mình có thể cắm cái này. Nếu mình sử dụng ở trong phòng á, mình nên cắm này đỡ hao pin. Nên từ mất công đi mua lần ba cục thay vô thì nó cũng hơi phiền. Đó. Đó. Đó, mình sử dụng thứ nhất là nó cũng có hiệu quả nè. Và thứ hai á, nó là chi phí rất là thấp. Mình cái máy này hiện tại rất là rẻ mọi người. Các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới để mọi người tham khảo giá thì hiện tại nó rơi khoảng đâu đó tầm 100 mấy ha, là có hai đầu như thế này luôn. Đó. Có thể sử dụng pin được, sử dụng sạc dự phòng được và sử dụng cốc sạc luôn cũng được. Đó, nhưng mà pin thì một số loại thì giống như mình cái này nè, nên mình bị ngắt á, mình sử dụng chút nó bị ngắt nên hơi khó chịu.
Đó. Đó, sử dụng cái này, dây này. Đó, không thì chúng ta an toàn thì cứ sử dụng pin. Đó, pin nó giật kiểu nào cũng không có gì, nhưng mà cái này á, sợ cái đồ dởm thì nó có thể nó gò gỉ điện thì gây nguy hiểm thôi. Tuy nhiên thì chưa có trường hợp nào bị vậy cả, thì cái này mình sợ là sợ vậy thôi. Đó, thì cái này mình cứ sử dụng pin vẫn tốt hơn nha. Đó. Tác dụng á, thì mình sử dụng là mình thấy nó ok đó. Nhưng cái bạn nào bị mỏi nhiều á, bị nhức mỏi á, sử dụng cái này rất là tốt luôn. Nhưng mà như mình đã nói, mình khuyên các bạn là không nên mà lạm dụng cái này quá. Chúng ta sử dụng nên, nhưng vẫn phải kết hợp với vận động. Vận động xong rồi sử dụng thêm kèm với cái này thì là phụ thôi. Các bạn đừng có mà ỷ vào cái này và các bạn sử dụng thời gian nhiều và các bạn lười vận động thì sẽ không tốt. Và hai nữa, cái này vì nó sử dụng dòng điện nên một số cái chỗ nhạy cảm như là gần phần miệng nè, tim nè, các bạn đừng nên dạ dòm cái thử mà để vô nhanh, nó ảnh hưởng rất là không tốt. Chúng ta chỉ sử dụng những cái miếng dán này ở những cái phần cơ bị mỏi, cơ thôi nha các bạn, những phần cơ bị mỏi, chân, lưng, vai, tay. Đó, chúng ta sử dụng và chúng ta sẽ sử dụng những cái chức năng này cho nó phù hợp nha. Cái nào mình cảm thấy mà bấm vô nó dễ chịu thì mình cứ để chức năng đó. Ví dụ này mình thấy đấm bóp dễ chịu thì mình để đấm bóp, xoa bóp đó. Nhưng mà kinh nghiệm của mình thì mình thấy là mình nên sử dụng kết hợp. Ví dụ chúng ta có thể xoa đấm trước rồi chúng ta xoa, hoặc là đấm trước rồi sau đó chúng ta bấm và bấm huyệt thì nó sẽ ok hơn. Đó, thì hiện tại máy này rất là rẻ thôi, các bạn có thể mua về dùng thử luôn chứ không cần mà phải đắn đo như lúc trước thì những cái máy này rất là mắc. Khi nó mới ra thì giá nó tầm 500 đến cái triệu đồng, bây giờ thì cực kỳ thấp giá. Và những cái miếng này mua cũng rất là rẻ và sử dụng rất là lâu thì nó mới không có dính thôi. Chủ yếu là cái miếng này là nó không dính thì mình đổi thôi, chứ miếng này thì nó không có hư và máy này nó cũng không có hư nữa. Mình sử dụng mình thấy đập rớt tùm lum hết trơn nè, củ xì nè, vẫn chưa thấy hư hao gì. Cái này mình sử dụng cũng mua ở gia đình xài cũng như 2 năm mấy 3 năm nè, mới ra là mình mua nè, vàng cái vỏ luôn nè mà chưa hư gì chứ. Đó, nhưng mà xài cho người mới thì các bạn chỉnh thấp thôi nha, thấy nó như lúc nào vô giật mình luôn. Bấm lên cái với lại cái phần da này là da nó da non và có mồ hôi nữa thì điện nó sẽ vào mạnh hơn. Những cái phần như da chân thôi điện mình giật có thể là lên tới mức cường độ gần tới 10 luôn, mình chịu đựng được. Ok, thì video này kết thúc nha. Các bạn nào muốn mua sản phẩm này mình để link ở phần mô tả video. Đây là sản phẩm mình thấy là các bạn nên mua ở nhà, phòng những trường hợp nó bị nhức mỏi quá, các bạn không muốn dùng thuốc thì có thể dùng mấy thằng này, nó chị cũng khá là ổn á. Tuy nhiên phải kết hợp vận động nha, đừng có lười vận động quá mà sử dụng máy này không. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye. Tăng lên mức nữa thôi. Đó, mức 2 đó, nhiệt nè. Này cũng vui nha.